Ở trong video trước mình hướng dẫn các bạn cách mua platform bản quyền. Bạn nào chưa xem thì link video mình để dưới phần mô tả nhé. Ở trong video này mình hướng dẫn các bạn cách xử lý cái lỗi trong trường hợp các bạn nhập kỳ bản quyền mới mua vào platform mà hệ thống báo là mã mua hàng đã được đăng ký trên một trang web khác. Mặc dù kỳ này các bạn chỉ kích hoạt cho website này thôi. Hiện tại khi các bạn mua platform á, các bạn sẽ được cấp một key và key này chỉ được kích hoạt cho một website thôi. Cho nên là khi các bạn đã kích hoạt một lần rồi mà các bạn lỡ tay các bạn hủy kích hoạt đi thì các bạn cũng cần phải đăng ký lại từ đầu. Đăng ký lại từ đầu không phải là các bạn mua lại một lần nữa, không phải các bạn bỏ tiền ra mua nữa, mà các bạn sẽ nhấn hủy đăng ký cho cái tên miền trước đó và đăng ký lại từ đầu. Lát nữa mình hướng dẫn thì bạn sẽ hiểu. Hoặc trong trường hợp mà các bạn muốn dùng cái key này để mà kích hoạt cho một cái tên miền khác thì các bạn cũng hủy ha, hủy key kích hoạt tên miền cũ, sau đó nhập cái key này cho cái tên miền mới. Rồi thì cách xử lý như sau. Cách 1 là các bạn có thể truy cập vào Team Forest, cái nơi mà các bạn mua platform, sau đó các bạn gửi mail nhờ support hỗ trợ ha. Các bạn gửi mail bằng tiếng Anh. Nếu các bạn không biết tiếng Anh thì bạn có thể lên Google dịch hoặc là nhờ ChatGPT để dịch. Và các bạn nêu rõ vấn đề thì đội ngũ sẽ gửi email và hướng dẫn cho bạn nhé. Và cách thứ hai, nếu các bạn không muốn gửi mail thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình. Đầu tiên, các bạn sẽ truy cập vào cái trang account.uxdom.com. Link này mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản mà các bạn đã mua platform ở trên Dom Forest ha. Đấy, sau đó các bạn sẽ tìm tới cái key mà các bạn đã mua. Ở đây thì mình mua nhiều key nhé. Còn nếu các bạn mua thì nó chỉ hiện ra một cái mã key thôi. Thì bên cạnh cái mã key đó nó sẽ có một cái thùng rác, các bạn để ý ha. Các bạn sẽ nhấn vào cái phần thùng rác để xóa kích hoạt key cho cái website trước đó. Đấy, và sau khi mà các bạn đã xóa rồi á thì các bạn về lại website. Các bạn về lại website các bạn vào platform và các bạn sẽ nhập cái key của các bạn vào đây. Nhớ tích vào cái phần confirm nhé để xác nhận hủy hoặc là đăng ký. Nếu các bạn đã biết cách mua platform rồi thì mình nghĩ là cái này cũng không làm khó các bạn. Rồi, nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, các bạn comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.